Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy một cái văn hóa ở ở Mỹ là Gala Sales. Gala Sales là gì? Gala Sales là bạn thấy á, như vậy thì những gia đình người ta có những cái đồ vật mà người ta không sử dụng nữa, người ta không có muốn để trong nhà nhiều quá rồi, người ta sẽ trưng bày ra vào thứ bảy hoặc là chủ nhật để bán, để những người mà đi dọc bên đường á người ta biết là người ta sẽ bán. Ok nha, các bạn thấy không, đây là quần áo cũ, quần áo con nít, quần áo người lớn, rồi người ta trưng bày những cái đồ cũ như thế này. Piano cũ. À, coi. Ồ, này cũng sách cũ nè. Những cái đĩa cũ nha. Bạn thấy không? Mình coi đĩa gì nữa nha. Đây nè, những cái đĩa nhạc cũ nè. Những cái đĩa nhạc cũ này người ta vẫn đem ra bán nữa nè. Sách cũ. Sách cũ. Cái này chắc trong nhà có người thích âm nhạc lắm á. Đây các bạn thấy không? Người ta bán tùm lum đồ á. Ở nhà cũng cả đống đồ đạc đó. Mà mình đi mình thích mình mua phải không chị? Đúng rồi. Đi vòng đi vui. Nếu mà đem ra đồ đó. Đĩa lùm lùm nè. Đĩa phim luôn. Đĩa phim. Còn không? Cái kính cũ người ta cũng nên là bán. Cable cũng nên đi bán. Nói đi, cái này gì? Em nói đi. Case $2 please. Ok. Good. What? À chị, 2 đồng á, chiều á. Đây nè. $20? $2. $2? Uh-huh.